Tam giới dục giới sắc giới vô sắc giới, có sáu cõi luân hồi, chư thiên, loài người, loài Atula, loài ngạ quỷ, loài thú vật và địa ngục. Là hiện giờ mình là loài người, mình đang sống với súc vật, nó cũng là một súc sanh sống chung với mình. Loài thú, ngạ quỷ là giống mấy người mà đa số ai là ngạ quỷ biết không? Nhiều khi anh em bạn bè mình đó là những cái người giàu á mà họ ích kỷ, nhưng mà họ không có làm mà phước á, mà họ không có làm tội nữa, không đi địa ngục, thì họ thành mấy ngạ quỷ bay vòng vòng nè, đói đói ăn á, bụng thì bự cổ ở đây nè, ăn hình như là hầu như là đa số mấy đại gia Việt Nam giờ mai mốt thành ngạ quỷ nhiều lắm. Ba giới sáu đường, trong đạo Phật chúng ta thường nghe câu ba giới sáu đường luân hồi, tam giới lục đạo luân hồi. Đây là một cách diễn tả quan niệm về cách hình thái hiện sinh của một loài luân hồi trong cõi ta bà samsara sa bà. Ba giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Sáu đường luân hồi là sáu loài chúng sanh. Thứ nhất, dục giới, chúng sanh trong cõi này chưa đoạn được ái dục, gồm có sáu cõi. Cõi thiên gồm sáu bậc nữa khác nhau, thường gọi là lục dục thiên, được diễn đạt bằng các từ dịch từ tiếng Phạn sang tiếng Hán. Tứ thiên dương, tứ dương là cái bầu trời xanh mình nhìn thấy á, ở trên núi mình có bốn ông á, là tứ thiên dương ở đây đó nè. Tam thập tam thiên tức là đao lợi thiên, tu diện ma thiên là đau sức đà thiên, lạc hóa lạc biến hóa thiên, tha hóa tự tại thiên. Thứ hai, cõi Atula gồm có bốn giống từ trứng sinh ra thuộc loài quỷ, tức là nó nửa nửa hình con thú mà cái đầu là người á, là Atula đó, nó nhiều lắm, sống mình nhiều lắm. Bây giờ có thần thông quý vị thấy nhiều lắm, có nhiều người có cái đầu tự nhiên, có chim cánh, có nhiều người con chó chạy vòng vòng mới có cái đầu, tại vì họ cũng có tu nhưng mà chỉ có biến được cái đầu thôi, phải tu thêm vài trăm kiếp nữa mới ra hai cái tay như mình phải không, rồi chân nữa không, thì đó là Atula sống mình. Đa số là hiện giờ kiện biết mấy người mà mặc áo vàng Atula nhiều lắm mà mình không dám nói trên mạng, họ cũng có cái tài, họ rất là lỗi lạc, tu rất là giỏi, nhưng mà Atula phá đạo. Từ chính trứng sanh ra thuộc loài quỷ, từ thai sinh ra thuộc loài người, đã lên cõi trời nhưng đức kém phải sa đọa. Từ biến hóa sinh ra thuộc loài trời, từ thấp khí sinh ra thuộc loài súc sinh. Cõi nhân là cõi người là số 3, thứ tư là súc vật, thứ năm là ngạ quỷ, thứ sáu là địa ngục. Theo kinh Lăng Nghiêm mô tả, khái quát mặt nhất có ngục A Tỳ, tám địa ngục vô gián, địa ngục hữu gián, thập bát địa ngục, tam thập lục địa ngục, 36 địa ngục, nhất bách ninh bát địa ngục, 108 tầng địa ngục. Còn kinh Địa Tạng mô tả chi tiết hơn nữa các hình phạt của các địa ngục khác nhau, khiến ai nghiên cứu đến điều cảm khóa cho thân phận của các chúng sanh hữu tình. Đa số thời nay á, là những người bây giờ quay đầu theo thiên tâm, mang cái thuyền Bát Nhã lên cổ thì sẽ không có đọa vào địa ngục. Đã quay đầu rồi thì là cái đó là khác, là được đã cứu nhiều. Còn ở ngoài người người ông bà mình chết á, cái mình mời đóng mấy thầy tới để lập trai đàn cầu siêu,
đâu phải là mình cứ nghĩ là mỗi lần mình tốn tiền mình lập đàn đó chùa làm là ông bà mình về trời là siêu đâu. Siêu có nghĩa là thoát khỏi địa ngục thôi. Ông bà mình có thể giống như kiểu một truyền liên vậy đó, là thoát khỏi địa ngục hoặc là thoát khỏi kiếp thú. Thôi làm hôm nay cho mấy con sư tử nó cắn vô cổ vài cái rồi thoát khỏi kiếp thú là mừng rồi. Cũng giống như kiểu mà Kiệt đọc chú ở Phú Quốc hồi đó trong 513 câu á, là giảng sanh cho mấy con hải sâm á, là cái mấy triệu con nó nổi lên nó chết á, là thoát kiếp thú. Với đọc kinh cho mấy con vịt nó ẹt ẹt 500 con á. Là gọi là siêu rồi đó. Sắc giới chúng sanh do tu thiền định mới đạt cảnh giới này. Chúng sanh trong cõi này do quá sinh ra mà thành tựu vẫn còn mang hình dạng thân người cấu kết được. Mật tông miêu tả bằng tứ đại di tế, bốn chủng đất nước gió lửa di tế gồm bốn bậc chia 18 cõi khác nhau như sơ thiền, ly sinh, hỷ lạc địa, có các cõi phạm chúng thiên, phạm thụ thiên, phạm đại phạm thiên, nhị thiền có định sinh hỷ là lạc địa, thiểu quan thiên, vô lượng quan thiên, vô âm thiên, tam thiền có ly hỷ diệu lạc địa, thiểu tịnh thiên, vô lượng tịnh thiên, biến tịnh thiên, tứ thiền gồm có xả niệm thanh tịnh địa, phúc sinh thiên, phúc ái thiên, quảng quả thiên, vô thường thiên. Ngang cõi tứ thiền có năm cõi gọi là tịnh cư thiên hay bất hoàng thiên, là chỗ ở của các chúng sinh tu luyện đạt quả vị thánh. Bà bậc nhị thừa gọi là A-na-hàm, bất lai không quay lại, nghĩa là không sinh tử luân hồi nữa, gồm có vô thiền thiên, vô nhiệt thiên, thiện kiến thiên, thiện hiện thiên, sắc cứu kính thiên. Vô sắc giới có từ cõi trời cao nhất của sắc giới, các chúng sinh có hai đường trẻ, các chúng sinh phát sinh trí tuệ sáng suốt, viên thông ra khỏi cõi trần đắc A-la-hán, vào Bồ Tát thừa gọi là hồi âm đại A-la-hán hoặc bất hồi tâm độn A-la-hán. Còn lại bốn loại cho các chúng sinh chưa thoát sinh tử luân hồi gồm có không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi tưởng xứ. Ngoài ra trong kinh Lăng Nghiêm còn liệt kê 10 dạng tiên, 72 động, 36 đảo, gồm có địa hành tiên, phi hành tiên, du hành tiên, không hành tiên, thiên hành tiên, thông hành tiên, đạo hành tiên, chiếu hành tiên, tinh hành tiên, tuyệt hành tiên. Nói về giảng sanh cực lạc, mình hiện tại đang ở vào thời đại cuối hạ nguyên, cuối cùng của thời kỳ mạt pháp, thời ngũ trược ác thế. Trược hay trọc là nhơ bẩn, năm cái nhơ bẩn. Thứ nhất, kiếp trược, kiến trược, phiền não trược, chúng sanh trược, mạng trược. Hay à, mệt đi rest room cái. Chút giờ nói tiếp, chứ còn nói này dài lắm. Ok, tạm break time nha quý vị. Trong rest room.